Kính chào quý khán thính giả của VBS Canada, Hội Người Việt Kitchener, Ontario. Nhân dịp năm mới đã tổ chức buổi họp mặt tân niên cũng như kỷ niệm 10 năm thành lập hội. Nhân dịp này, VBS Canada đến để thực hiện phóng sự và giới thiệu đến cùng quý vị. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi buổi phóng sự đặc biệt này. Trước khi chúng ta đi vào buổi tiệc tân niên đêm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng đứng lên để làm lễ chào quốc kỳ. Giờ phút mặc niệm chấm dứt, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị. Buổi lễ được bắt đầu với nghi lễ chào cờ, sau đó là phần phát biểu của các thành viên trong ban chấp hành Hội Người Việt Kitchener cũng như các hội đoàn bạn. Chào đón sự hiện diện của tất cả các quý vị đến đây. Dù bên ngoài trời rất là lạnh và tuyết, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị đến tham dự hôm nay. Chúng tôi nhận thấy có ông Lê Đức Vân và đoàn sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Chúng ta xin cho một tràng pháo tay cho. Và có sự hiện diện của bác sĩ Lê Thuần Kiên cùng Hội Người Việt Toronto. Chúng tôi xin chào đón ông Mã Sinh, Hội Cao Niên Non Gió. Chúng ta cùng chào đón ông Nguyễn Công Minh, Hội Bảo tồn Văn hóa Hùng Vương. Và chúng tôi thấy có sự hiện diện của ông Nguyễn Tấn Hách,
đại diện đài truyền hình. Và trước khi chương trình bắt đầu, chúng tôi xin mời anh Lân sẽ đại diện cho Hội Người Việt Kitchener Waterloo có đôi lời cùng tất cả quý vị. Chào tất cả quý vị quan khách hôm nay. Tôi xin đại diện cho Hội Người Việt Kitchener Waterloo để chào đón tất cả quý vị đến chung vui với chúng tôi hôm nay. Chúng ta đón mừng năm mới, năm con chuột. Trong năm vừa qua thì năm 19 vừa qua thì chúng ta cũng biết rằng thế giới thật là hỗn loạn. Chúng ta đón mừng năm mới, nhưng mà chúng tôi cũng hy vọng là năm mới nó sẽ không có những cái tai nạn đến như là năm vừa rồi. Nhưng mà hy vọng là hy vọng như vậy thôi, nhưng mà tôi thấy tình hình nó rất là khẩn trương. Xin ơn trên phù hộ cho chúng ta. Hiện đây tôi xin với nói với quý vị là chúng tôi thành lập Hội Người Việt được tròn 10 năm. Và tất cả những hội viên đều chung sức với nhau để giữ được cái hội còn tồn tại trong vòng 10 năm, và chúng tôi đã tự túc. Khi thành lập hội, chúng tôi đã cố gắng xin một cái budget của nhà nước, nhưng mà tất cả từ thành phố và ở trên Ottawa cũng nói rằng không có một cái tiền nào để cho giúp cho những cái hội như thế này, tại vì họ nói rằng là thời gian tị nạn đã hết, những người mới sang thì gia đình bảo lãnh thôi, thành ra có gia đình lo rồi. Đó là họ từ chối cho chúng ta một cái funding. Là chúng tôi cố gắng giữ cái hội suốt 10 năm nay là công sức của tất cả các hội viên của Hội Người Việt Kitchener, và chúng tôi cũng không bao giờ quên sự yểm trợ thân nhiệt tình của tất cả các bạn, các hội đoàn bạn ở đại đô thị đã sát cánh với chúng tôi, cũng như chúng tôi đã sát cánh với lại tất cả những hội đoàn ở đại đô thị để tranh đấu cho một cái sự tồn tại của người tị nạn của chúng ta ở đây, và tranh đấu cho cái sự tự do dân chủ của nước Việt Nam chúng ta. Hội chúng ta, hội Người Việt Kitchener được thành lập đầu tiên là ông Phạm Văn Nam đã thành lập hội. Xin mời anh Phạm Văn Nam đứng lên. Nhưng sau một thời gian ngắn thì anh Nam vì sức khỏe, lý do sức khỏe cho nên anh Nam đã từ nhiệm. Và may phước là có bà Mỹ Lệ tiếp nối theo. Bà Mỹ Lệ là người thứ hai làm hội trưởng Hội Người Việt. Rồi một thời gian sau, bà Mỹ Lệ cũng vì lý do sức khỏe mà xin từ nhiệm và nhường lại cho ông Phạm Thiện. Xin mời anh Phạm Thiện. Rồi ông Phạm Thiện cũng vì lý do sức khỏe mà phải từ nhiệm để nhường lại cho ông Nguyễn Đình E. Mà Nguyễn Đình E. Chào mừng tất cả quý vị có khách đặc biệt là ở trong tôi về đây. Kế tiếp nữa là lý do, tôi có lý do giống như bao
bốn vị thầy và ba vị thầy hiểu của tôi là bệnh, và tôi là lý do vì tôi làm lâu quá, tôi phải để cho người mới lên thôi. Sức khỏe tôi vẫn dồi dào như thường, dễ xin cảm ơn anh Lân. Và tiếp theo lời anh Lân, chúng tôi xin mời anh Tô Ngọc Quang và có đôi lời cùng tất cả quý vị. Xin mời. Trước tiên là tôi có đôi lời cùng tất cả các quý khách và các mạnh thường quân, giống như là các hội viên, các quý vị khách của Toronto hoặc là của Kitchener. Thì trước tiên là chúc mừng năm mới cho tất cả quý chúng ta. Chúc mừng năm mới quý vị. Trước tiên tôi muốn nói đây là năm nay đó là bởi vì lọt vào cái 10 năm đó thành thử ra hội nghị Kitchener Waterloo không có tổ chức xuân cho cộng đồng như mọi năm. Có một số người thắc mắc đó, thành thử sẵn đây thì nhất là với anh em quý vị ở Kitchener, lý do chính đó là tại vì năm nay mình lọt vào cái tổ chức 10 năm. Cái hai nữa đó là tất cả hội viên của hội người Việt trong vòng 10 năm nay ròng rã làm việc mà không được cái gì hết, không được chơi, không được gì hết. Thành thử năm nay đặc biệt chúng tôi nói là thôi bây giờ gác cái cho cộng đồng một bên, mình tổ chức cho hội viên mình ăn Tết. Không, thành thử ra mình lo cho mình chút xíu chứ bây giờ làm không mà không có được chơi gì hết trơn. Đó lý do đó là năm nay chúng tôi không tổ chức hội chơi Tết, hội xuân Tết của Kitchener Waterloo. Cái thứ hai nữa là năm nay thì chúng ta quý vị đã biết đó, chúng ta có một cái sự mà lộn xộn tùm lum không được cái ổn lắm ở Toronto. Thành thử là chúng tôi dồn sức lên Toronto vì đó là cái mục tiêu chính của chúng ta. Mục tiêu chúng ta, thành thử chúng tôi tạm gác bên đây. Thì đối với chúng tôi, hội nghị chúng tôi đó là đây, nói thẳng tất cả các bạn hữu chúng ta ở đây, tất cả mọi người đều là bạn hữu với hội nghị trong vòng cả 10 năm nay. Tất cả đều là anh em của chúng tôi hết. Thành thử chúng tôi không đứng bên nào hết. Và cái chính chúng ta theo cái quan điểm của chúng tôi đó, là tại vì đó cái sự mà xáo trộn Toronto á, thì đó, chúng tôi nghĩ như thế này, cái mục tiêu chính chúng ta đó là chế độ cộng sản mới là kẻ thù của chúng ta. Tất cả các anh em đều là chiến hữu của chúng tôi hết, chúng tôi không có phân biệt ai là ai hết đó. Mà chúng tôi cũng rất mong cầu tất cả anh em chúng đây vợ chồng nhau đó, cãi lộn bấm sầm hết, đụng chút xíu cãi lộn và không để ra đi vậy. Ngoại trừ tu tiến được vợ hoặc là chồng ngoại tình, mình mới đi. Tại vì cái chuyện mà xáo trộn lộn xộn chỉ là cái chuyện bình thường thôi. Nhưng mà cái tâm điểm chúng ta chính là cái gì? Là tôi hy vọng tất cả mọi người đó, mình có nhìn vào tâm điểm chúng ta. Theo tôi á, họ cho Tết chúng ta phải làm cho thiệt tốt. Đó là thể hiện của cộng đồng người Việt hải ngoại. Cái thứ hai, ngày 30 tháng 4, quý vị có xích mích gì đó, gác một bên hết. Tới ngày 30 tháng 4, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị hợp tác nhau làm cho thiệt tốt. Tới ngày hội cho Tết, hợp tác nhau làm cho thiệt tốt. Đó. Chúng ta chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là kẻ thù của chúng ta mà thôi. Và bè lũ cộng sản mới là kẻ thù của chúng ta. Ngoài ra, các cả các anh ta đều là chiến hữu của chúng ta hết. Đây là sứ tự do chúng ta có chấp nhận vấn đề khác biệt. Quốc hội Canada khi mà họp đó họ lo uống sụp hết, nhưng mà đủ chuyện hai đảng bắt tay nhau đó. Nếu mà một đảng không đó, thì nó biết ra là cộng sản rồi. Thành thử là chúng ta phải chấp nhận trò chơi dân chủ. Thì đó chúng tôi là gì đó, thì chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả quý vị đó. Bây giờ đó là ở vụ như ông Trung, giống như ông Trung đây đạt hạch gì hả, nhưng mà đối với chuyện đại sự chúng ta hợp tác với nhau. Và sau đó ví dụ nào á, về cái chuyện mà cãi giả là không có cùng một ý gì đó, lại cãi nói chuyện đó mình tính sao. Nhưng mà chúng tôi chỉ tha thiết yêu cầu 30 tháng 4 sắp tới rồi quý vị, hợp tác với nhau chúng ta làm cho thật tốt. Còn cái chuyện kia từ từ mình sẽ giải quyết sao, cái đó là cái mong ước của chúng tôi, giống như là tất cả người Việt Kitchener Waterloo đó. Cái thứ hai đó là nói thiệt với chúng tôi làm việc tới giờ cũng mệt mỏi lắm, nhưng chúng tôi phải cố gắng thôi. Thật sự chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả mọi người có thể giúp đỡ cho cộng đồng, ví dụ như là trong hội nghị của chúng ta như thế. Thì chúng tôi cố gắng làm những gì chúng tôi làm được, chúng tôi làm
làm được nhiều hay bao nhiêu thôi, chứ bây giờ ai cũng có việc nhà rồi lo gia đình rồi đủ chuyện hết, cũng lớn tuổi nữa. Thì đó là cái lời tha thiết kêu gọi tất cả quý vị ở đây. Tôi nghĩ là hy vọng là quý vị đồng ý tôi là cái điểm là chúng ta phải hợp tác chung với nhau, có chuyện thì xích mích chống với vợ chồng vậy, cãi lộn nhau ngoại trừ vợ mình đi về bỏ tình coi mình mới ly dị, còn không có lẽ cãi lộn xíu eo kêu kéo luật sư ly dị sao, cái vợ vậy cãi lộn xíu cái rồi cái bỏ hết trơn đây còn để nó gã cái gì quý vị, ai được bởi quý vị. Tôi chỉ ra thiết cái đoạn thì xin hết. Dạ, cũng như tất cả quý vị thấy rằng lúc nãy chúng ta nói các hội trưởng của Hội Người Việt mà của Kitchener Waterloo thì chúng ta lần lượt là những người lớn tuổi, rồi cũng có những cái lý do là sức khỏe mà phải từ nhiệm. Và ngay và bây giờ trong những ngày sắp tới thì chúng tôi hy vọng rằng sẽ có một đội ngũ trẻ sẽ tiếp nối và chúng ta sẽ phát triển thật là mạnh. Và để noi gương theo đó, và chúng ta có một cái tin vui rất là vui, và chúng tôi thấy đây là cũng là một cái rất là vui cho Hội Người Việt, đó là bác sĩ Lê Thuần Kiên là một người rất trẻ và anh là hội trưởng Hội Người Việt Toronto. Và chúng tôi xin mời anh bác sĩ Lê Thuần Kiên có đôi lời cùng tất cả quý vị, và chúng ta hy vọng sẽ có nhiều tin vui sau đây. Xin mời anh chị. Hội Việt Toronto rất là đa dạng. Hôm nay kính xin mời anh cựu chủ tịch Nguyễn Văn Phát và anh cựu chủ tịch Lê Xuân Lộc lên đến cùng anh Kiên để thay mặt Hội Người Việt Toronto để xin trước nhất là gửi lời chúc Tết và cũng để chung vui cái ngày kỷ niệm 10 năm thành lập của quý hội Kitchener Waterloo, Guelph và Cambridge. Một cái sự thành công rất là tốt đẹp, tại vì những anh em Toronto đều biết được là các anh chị ở bên Kitchener Waterloo đã mất bao nhiêu công sức mới giữ vững được cái hội Kitchener Waterloo, đã mất bao nhiêu công sức để mà giữ vững cờ vàng trong những parade, trong những Oktoberfest. Thành ra là cảm ơn các quý anh chị trong hội Kitchener Waterloo đã giữ vững cái niềm tin, cái cờ vàng của chúng ta. Và trước thềm năm mới, thay mặt Hội Người Việt, người ta xin nêu lên một tên một vài người, giống như cái nói là Hội Người Việt có nhiều đa dạng. Thứ nhất là anh cựu chủ tịch Lê Xuân Lộc, là trước đây kinh quên là bao nhiêu năm rồi, nhưng mà anh là một cựu chủ tịch Toronto, và gần đây nhất là cựu chủ tịch anh Nguyễn Văn Phát. Và trong đó thì có chị thủ quỹ là chị Kasika Ailey, có những thành viên khác hôm nay tại vì thời tiết nên lại chuyện nhà cửa nên không đến được, nhưng mà cũng có hội viên như là anh Trần Kim Tự là hội viên trong ban chấp hành, có hội viên là chị Hoàng Hoa, anh Đoàn Khuê, và những cái nhiều vị hội viên khác trong Hội Người Việt mà kia cũng không có muốn mất nhiều thời gian của quý anh chị. Nhưng mà trước hết thay mặt Hội Người Việt Toronto xin kính gửi lời quý mến nhất năm mới, chúc quý anh chị và hết tất cả các quý hội đoàn, quý anh chị khác từ trong ngoài Waterloo và Kitchener một năm mới được nhiều sức khỏe dồi dào, an lành và mọi thành công trong mọi việc, mọi sự như ý. Là xin cũng xin cảm tạ cái tình thân của các quý anh chị bên Kitchener Waterloo đã giữ vững cái cộng đồng Toronto, giống như anh Quang vừa nói là trong có những cái thời gian sóng gió, lúc nào cũng có những anh chị bên Kitchener Waterloo đã giữ vững cái tinh thần của trong cộng đồng Toronto. Và xin cảm ơn anh Quang rất nhiều về cái sự kêu gọi của anh Quang, đó là đúng là cái chiều hướng của cộng đồng Toronto, là kẻ thù chúng ta thì là cộng sản, có vậy thôi, và bao nhiêu khác là anh em cùng nhà. Và cái hội chợ Tết là quan trọng, cái ngày tưởng niệm 30 tháng 4 là ngày quan trọng. Gần đây chúng ta còn có Việt Summer Festival, nó cũng đã là ngày quan trọng. Cũng xin chia một số tin vui cho các quý anh chị cô chú là dù cho thời tiết bão tuyết khắc nghiệt, nhưng mà theo như cái sự chính thức của cái International Center, họ báo cho ban tổ chức biết rằng là
có từ 3.300 người đến 3.800 người trong một cái ngày bão tuyết khắc nghiệt như vậy mà có được một cái số lượng người đến hội chợ Tết chúng ta, đó là một cái sự ấm lòng cho ban tổ chức, và mong rằng cái hội chợ Tết 2021 sẽ được thành công hơn, và cái ngày tưởng niệm lễ thường kỳ tưởng niệm sắp tới này ở tại Toronto và tại Ottawa sẽ có một cái sự tham dự hết tất cả của mọi người làm cho tưởng niệm cái 45 năm mất nước cho nó được long trọng, và sổng báo cho chính quyền Canada biết là chúng ta là một cái giọng nói rất là sức mạnh, rất là phải chú ý đến cho cộng đồng chúng ta. Và xin cảm ơn các quý anh chị. Và một sức trẻ hứa hẹn cho tương lai, hy vọng là Kitchener Waterloo của chúng ta trong thời gian tới cũng sẽ có những sức trẻ như vậy để chúng ta làm cho khéo cái hội đoàn của chúng ta càng ngày càng mạnh hơn. Và bây giờ trước khi chương trình bắt đầu, chúng tôi xin mời tất cả quý vị quan khách chúng ta ở phía sau lưng mình là thức ăn. Và chúng ta trước khi mà có những cái buổi nói chuyện hay là quay quần nhau thì trước nhất là phải lo bao tử trước cái đã. Và xin mời tất cả quý vị cùng tự phục vụ thức ăn cho mình dùng. Dạ. Quý vị, nhóm Lai Đen là do anh, hiện nay là do anh Lê Sơn phụ trách. Giúp vui trong đêm họp mặt là những tiếng ca trong cộng đồng, cũng như các thân hữu đến từ Toronto và các vùng phụ cận. Lòng dây buồn thôi, ôi đừng
Cảm ơn nữ ca sĩ Ali rất nhiều. Dạ, kính thưa quý vị, liên tục chương trình là một người con của Kitchener Waterloo. Chúng tôi xin giới thiệu dược sĩ Hạnh qua bài hát Câu Chuyện Đầu Năm. Cô chú và các anh chị, thêm dịp đầu năm thì Hạnh cũng cùng với gia đình có cơ hội vui mừng trong cái buổi nhóm họp với hội thánh, với cộng đồng. Thật là đáng ký, thật là ấm cúng. Và nhân dịp đầu năm thì Hạnh cũng xin có một cái phần vui trong chương trình là nhân dịp đầu năm. Thì là giống như là em nhà anh Vương thì em cũng vui, chú mình cũng vui trong dịp Tết. Một năm rồi rối thơ tầm liên tục chương trình. Chúng tôi xin mời anh Long. Dạ, xin mời sự đóng góp của anh Long. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình phóng sự của VBS Canada đến đây đã chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.